Thưa quý vị, thực sự điều này vô cùng nguy hiểm. Phó tướng Kamala Harris đã thề là phá vỡ mọi những nguyên tắc, những sự cản trở bà ấy, bởi đằng sau đó là cả một hệ thống chống lưng của đám thế lực ngầm. Tỷ phú Elon Musk, ông cũng nói mạnh điều này và ông chia sẻ về thông tin như vậy. Joe Manchin nói thật là đáng xấu hổ cho bà ấy sau khi Kamala Harris hứa là sẽ phá bỏ cuộc tranh luận kéo dài của Thượng viện Hoa Kỳ để thông qua một luật quốc gia về vấn đề phá thai. Sau khi vấn đề này được chuyển lại cho các tiểu bang sau Dobbs, Manchin hiện từ chối ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống. Thưa quý vị, chúng ta biết ông Manchin tự gọi mình là một đảng viên dân chủ trung dung ôn hòa, bảo thủ và thường được xem là thành viên bảo thủ nhất của nhóm dân chủ tại Thượng viện. Ông đã phản đối các chính sách về năng lượng của Tổng thống Barack Obama trước đó, bao gồm cả việc cắt giảm hạn chế khai thác than. Ông sinh vào ngày 24 tháng 8 năm 1947. Ông là một chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ và doanh nhân người Mỹ. Ông giữ chức thượng nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ tại West Virginia, một ghế mà ông đã giã từ năm 2010. Ông là thống đốc thứ 34 của West Virginia kể từ năm 2005 đến năm 2010 và là ngoại trưởng thứ 27 của West Virginia. Từ năm 2001 đến năm 2005, ông trở thành thượng nghị sĩ cấp cao của Hoa Kỳ tại tiểu bang này khi Jay Rockefeller rời nhiệm sở vào năm 2015 và là đảng viên dân chủ duy nhất của West Virginia cho đến năm 2024. Khi ông đăng ký làm ứng cử viên độc lập trước khi tham gia chính trường, ông đã giúp thành lập và là chủ tịch của một công ty môi giới than do gia đình ông sở hữu và điều hành. Nhiều người vào bình luận và nói rằng ông ấy có thể là một chính trị gia dân chủ duy nhất còn giữ được một chút liêm chính. Thưa quý vị, việc cho phép phá thai và hợp thức hóa, hợp pháp phá thai, đó là chuyện vô cùng kinh hoàng đối với nhân loại, đối với con người, bởi đó là luật lệ cho phép chính con người giết con người. Người đang đi ngược lại với luật của trời, luật của Thượng Đế, luật của Thiên Chúa. Lời Chúa trong Kinh Thánh, trong Thánh Vịnh, Chương 139 câu 13 đã nói rằng tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tổng hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu đời của con khởi sự. Now to abortion. You've said you want to work with Congress to pass a federal bill to codify abortion rights. How do you plan to get enough support in Congress to restore abortion rights when you'd likely need to pass a Senate filibuster? You'd have potential legal hurdles. Well, let me first say to all your listeners, you must reelect your Senator Tammy Baldwin because we need the votes in Congress to do exactly what you are saying, and that's true. And it is well within our reach to hold on to the majority in the Senate and take back the House. And so I would also emphasize that while the presidential election is extremely important and dispositive of where we go moving forward, it also is about what we need to do to hold on to the Senate and win seats in the House. That being said, I've been very clear. I think we should eliminate the filibuster for Roe, and we need and get us to the point where we 51 votes would be what we need to actually put back in law the protections for reproductive freedom and for the ability of every person and every woman to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do. Kevin O'Leary của Shark Tank chỉ trích Kamala Harris vì kế hoạch kinh tế của bà. Ông chế giễu phong cách khâm ba gia của bà với những người phỏng vấn là người nổi tiếng. Ông Kevin cảnh báo rằng các tập đoàn sẽ chuyển đến Ireland một lần nữa dưới thời Harris. Bà ấy chỉ ăn đường, không ăn protein, và điều này đã trở thành một điểm gây tranh cãi thực sự lớn với các nhà đầu tư. Tôi thực sự cần hiểu ý tưởng kiểm soát giá,
Điều đó không hiệu quả vào những năm 70 và cũng không hiệu quả ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất này. Và toàn bộ ý tưởng đánh thuế và lợi nhuận chưa thực hiện, đây là một nền kinh tế 200 năm tuổi dựa trên việc hỗ trợ tinh thần kinh doanh. Tôi muốn bà ấy ngồi nói chuyện với một người phỏng vấn không phải là người nổi tiếng, một phóng viên thực thụ sẽ đặt câu hỏi về các câu hỏi tiếp theo cho bà ấy, không phải là những cái máy nhắc chữ, cái thứ mà Kumbaya này. Như tất cả mọi người biết đó, với hình ảnh trẻ con này và mọi thứ, chúng tôi cần thông tin chi tiết nhưng lại không có về điều đó, chỉ là những lời nói sáo rỗng như vậy. Who is it? Who's better for the economy? I don't know yet because I don't have any details from Harris. She has been all sugar, no protein. That's it. And it's become a really big sticking point with investors. We've got to remember, we have the largest economy on earth. Over 85% of our jobs are created by the private sector. Business investors like me and leaders have to deal with who's ever in the White House in January. So whoever ends up on the 6th of November is the new mandate. We'll have to deal with them. So we need data. We need policy. And I'm getting a little critical now because I don't have any. So I need answers around taxation. For example, if you tell me that taxes are going to be 28% plus state taxes on corporations' headquarters, I'll have to worry that they move to Ireland again because we did that to them once and that didn't work out for us very well. I really need to understand the idea of price controls. That didn't work in the 70s. It doesn't work anywhere else on earth. And this whole idea of taxing unrealized gains, I mean, that, you got to remember, the number one export of America is the American dream. This is a 200-year-old economy that's based on supporting entrepreneurship. That destroys capital formation. Those ideas are beyond non-starters. They're crazy. And so you have to get more details on that. And I'd like her to sit down with a non-celebrity interviewer, a real reporter, that asks her questions and follow-on questions. This kumbaya stuff with, you know, pictures of kids and everything, it's great, and I get it, and I'm not criticizing her for it because it's working for her in the polls. But now we need details, and we don't have any. Tổng giám đốc điều hành JP Morgan, Jamie Dimon nói rằng nếu bạn không kiểm soát biên giới, bạn sẽ phá hủy đất nước chúng ta. Và bây giờ họ đang gửi người di cư vào New York và tất cả những người bạn cực kỳ tự do của chúng ta đều nhận ra đây là vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Chúng ta đã biết ông ấy không ủng hộ Tổng thống cử Donald Trump, nhưng ông ấy đã nói về việc Tổng thống Trump đã đúng về Trung Quốc và nền kinh tế cũng như là biên giới như thế nào. We are screwing up tons of other things, including immigration, but life isn't either or. So you can't say, well, we'll do this and do that. Well, you know, you're dealt the hand you're dealt, and you got to deal with it. And so we should be very clear about helping the lower income population. You know, no country, every country's got to control the borders, and we have to control the borders. And so, so they're all important. Would you take the deal that the Republicans have put on the table, though, which is we want this border immigration policy as we've laid out, and then we'll fund the rest? Would you rather take that than neither? I have not read that deal in total, but I probably would take it. Yeah. We have to control the borders. We need more merit-based immigration. We need more seasonal immigration. We need more, DACA have a place here. We need a path to citizenship. If you do not control the borders, you are going to destroy our country. And so I think the people who think that somehow this is okay, so now they're, you know, they're sending the migrants into New York and stuff like that. So all of my super liberal friends, now they realize what a problem is. Did it have to be that? You know, that we realize it. So we want to be have a big heart for the world, but we have to. Giới truyền thông đang đưa tin về những thiếu sót trong chính sách của Kamala theo cùng cách họ đưa tin về những thiếu sót trong nhận thức của Biden, và cử tri ở cả hai bên đều phải chịu thiệt thòi. Nhiều người nhắc nhớ rằng chúng ta đừng quên những bản cáo trạng, những bản án và 1.500 vụ kiện tụng kỳ lạ của bà ấy. We saw this in Politico. You did a 45-minute phone conversation, and some of the discussions you had with them were just like what you said here. And it does relate to what we've heard, I think, at the Democratic National Convention so far, where many of the speakers have said, and I'm sure you disagree with them on policy, but it sounds like they're saying what you're saying, which is that you have to listen to what people are saying. And you feel like maybe you came in a little hot when you were running in the Republican primary.
Look, I take a look at the presidential campaign. I often judge as a business leader. I've been by results. The reality is I came in with no name ID. Most people didn't know my name, let alone know how to pronounce it. I wasn't even expected to make the debate stage. I beat a vice president, multiple former U.S. senators and current senators and governors. So I'm proud of what we achieved. But at the same time, I didn't achieve my goal of receiving the nomination and being the next president. And one of my learnings from that campaign was that there's a lot of distractions along the way. There's a lot of things that'll pull you off of your original purpose. Don't cede to that temptation. So as it relates to the race right now, which you bring up in the Democratic convention, I think one of the things that's missing in this race right now is a rigorous debate on policy. You do get a lot of Democratic criticism of Republicans and of Trump in particular, including even that clip of Bill Clinton that you played, that it's built around a cult of personality. I see a little bit of projection right now, and right now we see a campaign that's built mostly around style rather than substance. And I do think Americans are going to be best served if this is an election built around competing policy visions for the future of the country. And I do think right now that's missing, if we're being very honest, from the Kamala Harris campaign and the Democratic campaigns more generally. And not from the Trump campaign? Cult of personality? Really? Well, look, that's why I bring it up. Like it or not, Trump has offered deep policy specifics, from everything from a vision for a cryptocurrency and digital assets framework all the way to his specific proposals of what tariffs he would or wouldn't impose, a clear position on how to end the Russia-Ukraine conflict, a clear position on mass deportations in this country, and exactly what he would do to seal that southern border. You may or may not agree with the policies, but he has offered policy specifics at a level that we have not heard from Kamala Harris. And I do say this, I think it's accurate to say this. I think right now, so far in her campaign, it's early, but I think the media has been covering for her absence of policy specifics in the same way they were covering for Biden's cognitive deficits for the course of 3 years. And I do think Americans are left off worse as voters when we don't get those hard answers. So my advice to voters across the country would be, assume that her positions are what they were when she ran for U.S. president in 2020. That wasn't a long time ago. And if so, we ought to be having a debate about abolishing private health insurance, about taxes on unrealized capital gains, about the Green New Deal. That's the debate we need to be having, but we're not. And I think Americans are less well served as a consequence. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.